Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Là một trong những người đẹp nổi tiếng của Miss, Hoàng Thùy Linh cũng sở hữu gu thời trang sở chít xì thai xanh điệu. Nữ ca sĩ luôn biết cách phối đồ để tạo điểm nhấn cho mình ngoài các hoạt động giải trí. Hoàng Thùy Linh tích cực đẩy mạnh tên tuổi từ góc độ thời trang. Không chỉ gợi cảm, cuốn hút trên sân khấu, ngoài đời thường, Hoàng Thùy Linh cũng được đánh giá cao bởi gu thời trang sành điệu và bắt mắt. Hình ảnh một Hoàng Thùy Linh nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ và quyết liệt trước những thách thức thể hiện rõ trong cuộc sống, con đường nghệ thuật và qua phong cách thời trang luôn biến hóa. Thế nhưng người ta vẫn nói, những người yêu nhau hoặc chỉ đơn thuần là thân nhau thì thường hay bị ảnh hưởng phong cách của nhau. Trong trường hợp của Hoàng Thùy Linh thì quan niệm này có vẻ khá đúng. Từ một người ăn mặc khá điệu đà, khá bánh bèo, cô bỗng thay đổi 180 độ, chuyển sang xì thách cá tính hơn, bụi bặm hơn và có phần na ná bạn thân dịu lê hơn hẳn. Lên đường sang Nhật dự đại nhạc hội Abu TV Song Festival 2019 cùng Twins và nhiều tên tuổi khác của làng giải trí châu Á, Hoàng Thùy Linh lên đồ khá thoải mái. Cô chọn áo sơ mi oversize, mid cùng quần jean bo gấu, sơ nỉ cỡ cao cổ. Một set đồ vừa nhìn vào đã thấy ngay sự thoải mái, tiện dụng và mang đậm nét cá tính. Nếu so với những set đồ nữ tính trước đây của giọng ca Duyên Âm thì rõ ràng, set này không hề giúp cô phô diễn bổ đi nóng bỏng hay trông bánh bèo gì cả. Trái lại, nó khá hay ho và mới mẻ, đủ để khiến những người theo dõi cô bấy lâu phải bất ngờ. Hóa ra cũng đến ngày, Hoàng Thùy Linh cá tính hóa phong cách của mình thế này đây. Rõ ràng là so với phong cách nữ tính, bánh bèo trước kia thì phong cách hiện tại của Hoàng Thùy Linh trông khác hẳn, khỏe khoắn hơn, cá tính hơn và có chút gì đó cũng dịu lê hơn nữa. Tuy nhiên cách đổi thay này lại có vẻ rất hợp cô nàng. Hoàng Thùy Linh là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành vượt bậc sau những biến cố. Sau hơn 10 năm gia nhập làng giải trí, mỹ nhân đã có sự lột xác rõ rệt về nhan sắc, tài năng lẫn phong cách thời trang. Luận về nhan sắc, Hoàng Thùy Linh thực sự là một trong những gương mặt đẹp nhất của làng giải trí Việt. Không những thế, mỹ nhân này còn sở hữu gu thời trang thời thượng và tinh tế. Chỉ cao 1,66m nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn khiến người khác không thể rời mắt với cách phối trang phục ăn gian chiều cao đáng kể. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.